Xin chào các bạn, hôm nay bố mẹ yêu con sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và cài đặt Zoom. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vào App Store. Chúng ta sẽ tìm kiếm với bằng từ Zoom Cloud Meetings. Chúng ta chỉ cần đánh từ Zoom thì hiện tại nó đã ra rồi đây, Zoom Cloud Meetings. Đây là phần mềm Zoom Drive Meetings chúng ta cần tải. Hiện tại thì mình đã tải rồi, thế cho nên mình sẽ đăng nhập từ màn hình chính. Chúng ta sẽ chọn tham gia cuộc họp. ID cuộc họp sẽ được các admin cung cấp cho các bạn trước buổi Zoom. Chúng ta sẽ đánh ID cuộc họp vào. Thông thường nếu như cuộc họp hàng tuần thì cái ID cuộc họp sẽ giữ nguyên. Và hiện tại chúng ta sẽ cần thay đổi tên để đăng nhập vào Zoom. Và cú pháp tên chúng ta sẽ thực hành như sau: tên tiếng Anh, dấu cách tên tiếng Việt, dấu cách năm sinh và tỉnh thành. Mình sẽ có một ví dụ cho các bạn ở đây ạ. Tên tiếng Anh Harry, dấu cách tên tiếng Việt Đức Anh, dấu cách năm sinh. Và tỉnh thành. Chúng ta sẽ nhấn nút tham gia. Và chúng ta cần một cái pass, gọi là cái mật khẩu để tham gia cuộc họp này. Mật khẩu sẽ được các admin cung cấp chung với cái ID cuộc họp. Chúng ta sẽ chọn tham gia với video. Khi Zoom thì chúng ta phải tham gia với video thì mọi người mới có thể thấy mặt được mình ạ. Vâng, chúng ta sẽ đợi một chút xíu, người chủ trì sẽ cho chúng ta vào. Chúng ta sẽ chọn kết nối âm thanh nghe là Wi-Fi. Nếu bạn nào có 3G, 4G thì chúng ta sẽ kết nối. Đây, mình bấm sai cho nên hiện tại là nghe chưa được. Mình sẽ bấm lại. Và lúc mà học Zoom thì đây là nút tắt tiếng và mở tiếng. Tắt tiếng là không ồn và mở tiếng để khi lúc mà các em mình gọi mình trả lời. Và nếu như lúc mà chúng ta ở ngoài chúng ta làm sai á, cái bước mà đặt tên thì chúng ta có thể chỉnh sửa đặt tên ở đây lại ạ, để cho dễ gọi ạ. Chúng ta sẽ chọn vào người tham gia, chúng ta sẽ chọn vào tên của mình và chọn đổi tên. Và cái cú pháp mà chúng ta cần làm đúng đó là tên tiếng Anh. Tên tiếng Việt, năm sinh và tỉnh thành. Rồi, chúng ta đã đổi xong rồi đấy ạ. Và hiện tại khi chúng ta Zoom ở trên máy tính thì chúng ta sẽ có chế độ đổi background. Chúng ta sẽ chọn ở nút hình răng cưa ở bên trái, bên phải màn hình, và chúng ta sẽ chọn background and filter. Chúng ta sẽ chọn vào nút dấu cộng ở bên hình bên phải, ở chỗ con chuột đang chỉ đấy ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đấy. Và chúng ta sẽ chọn add magic. Hình background thì sẽ được các admin cung cấp. Chúng ta sẽ chọn một cái hình đấy và chúng ta sẽ chọn open. Rất là nhiều hình, hình background chúng ta thật là xinh. Và có một lưu ý là khi chúng ta sử dụng background, chúng ta sẽ tắt cái chế độ mà mirror my video. Bởi vì nó sẽ là giống như là cái gương phản chiếu ấy ạ. Nó sẽ làm ngược cái chữ của chúng ta. Chúng ta sẽ tắt nó đi ạ. Xong rồi đó, chúng ta đã hoàn thành việc đổi background trên máy tính. Chúc các bạn và các con có những buổi học Zoom thật là vui vẻ.